Được trân trọng mời đại diện của sư đoàn không quân 372, bộ chỉ huy quân sự thành phố và cùng kiếm sư đoàn và thay mặt ban tổ chức sẽ cử đại diện. Chúng tôi xin được chúc mừng giải nhì đã thuộc về sư đoàn 375, và như vậy giải nhất của phần thi chạy đều tập thể đã thuộc về bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng. Trân trọng mời đại diện các tập thể chúng ta sẽ cùng tiến lên bục của mình. Một lần nữa sẽ được công bố giải nhất đã thuộc về bộ chỉ huy quân sự thành phố, giải nhì sư đoàn 375 và giải ba sư đoàn không quân 372. Giờ đây